Sau khi mà các bạn thực hiện chiết cổ, tức là đan xong hai thân nhá, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay lại đan phần cổ này. Đối với cái phần cổ này thì bây giờ các bạn thấy này, mình đan lên một đoạn nữa để cho cái cổ nó sâu xuống đấy. Thì bây giờ để thực hiện tiếp phần cổ thì các bạn sẽ lấy mũi vào đây, lấy mũi vào đây nhá. Đây, các bạn sẽ thực hiện lấy mũi vào đây cho tớ này. Các bạn sẽ lấy mũi vào, tức là đan thêm bao nhiêu hàng thì mình sẽ lấy thêm bấy nhiêu mũi. Đây, tiếp tục này. Mình lấy thêm mũi vào để mình đan lên phần cổ. Rồi, như vậy thì sau khi mà lấy được số mũi lên đây rồi này, mình sẽ bắt đầu thực hiện đan như sau. Mình sẽ đan này. Cái hàng này thì các bạn sẽ đan toàn bộ là mũi xuống hết đã nhá. Chú ý này, chỗ này này là mình có một khe. Đấy, như vậy thì mình sẽ đan chập hai mũi này vào. Đan chập hai mũi nhá. Cứ chỗ nào mà có một khe thì mình sẽ chập hai mũi vào. Và tôi lấy nhầm sợi rồi. Đấy, cứ một khe này, cứ có khe nhỏ ở giữa này thì mình sẽ đan nhập hai mũi vào với nhau. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới hết nhé. Chỗ nào mà gặp có khe ở giữa này thì mình sẽ nhập hai mũi này lại. Đấy, các bạn thực hiện như vậy cho tới tới đây, tới cái phần cuối cùng đây này. Các bạn đan khi mà các gặp cái khe các bạn đan chập hai lại thì nó sẽ không còn dấu ở đây nhá, tức là không có cái lỗ ấy. Sang bên này, chuyển sang bên này này thì các bạn thấy ở đây có một khe nữa nhá, thì mình lại sẽ chập mũi bên này với bên này lại mình đan. Đấy, như vậy thì nó sẽ không bị hở chỗ này. Chỗ này có một khe nữa này. Các bạn tiếp tục chập lại. Bên này một khe tiếp nhá. Chập lại tiếp. Tức là mình cứ đan khi mà gặp hai gặp khe có lỗ như thế này thì mình sẽ chập hai mũi này lại với nhau thì nó sẽ không còn lỗ nữa này. Đấy. Cứ thực hiện phần cổ như vậy cho tới còn mấy mũi này đây nhá. Đây, còn tới hai mũi này thì mình chập lại đan luôn này. Sau đấy này, tới đây nhá. Tới đây thì mình sẽ bắt đầu lấy mũi thêm, giống như là khi mà mình đã lấy thêm ở bên này thì bây giờ tới chỗ này các bạn cũng sẽ lấy thêm mũi. Như vậy thì mình cũng sẽ lấy thêm mũi vào nhá. Các bạn cứ đâm kim xuống xong rồi lấy mũi lên thôi.
Đấy, thực hiện như vậy. Và lấy cho đều nhé, mỗi bên mình lấy bao nhiêu mũi thì đó, như vậy thì sau khi mà mình thực hiện được cái phần cổ như thế này rồi á, thì mình sẽ bắt đầu may hai cái cầu vai này vào và mình nhập tròn lại. Tức là khi đó cái số mũi của mình sẽ lấy tròn lại để bắt đầu đan lên cổ. Và khi mà mình nhập tròn lại như vậy thì mình sẽ đan giống như ở dưới gấu áo nhá, là mình sẽ đan hai xuống hai lên, hai xuống hai lên. Đấy, các bạn nhập vào và sau đấy các bạn nhập tròn hết lại. Sau đấy các bạn đan đan tròn luôn nhá. Đan hai xuống hai lên và sau đó các bạn sẽ kết thúc, tức là mình đan khoảng được 4 đến 3 đến 4 cm tùy sở thích thôi. Thường thường thì tôi thấy là khoảng 4 cm là đẹp nhá. Thì các bạn sẽ thực hiện chiết sang sợi 22 như sau.